Các bạn đã tập đến bài số 2 rồi đúng không? Thì đó là cái điệu số 2. Bây giờ mình sẽ tập cái điệu 3 nhé. Điệu số 3. Điệu này rất là hay và rất là mềm mại, mượt mà, du dương. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải không được ngẫn thế này nữa. Nhưng mà cái điệu số 3 này sẽ làm cho bạn bớt nhàm chán và sẽ dễ như thế này hơn. Các bạn nhớ là đánh tay trái hợp âm nào thì các bạn phải nhớ à mình đã đánh hợp âm đấy nhé. Bây giờ mà tay trái mình sẽ đưa vào cái hợp âm đô. Rồi, tay phải mình sẽ nối tiếp theo hợp âm đô đó của tay trái. Đây các bạn nhớ là gì chưa nhỉ? Đây là thế tay là gì? Là 3, 5, 8 này. Đây nốt 1, 3, 5, 8 đúng không? 1, 3, 5, 8, 3, 5, 8. Nhớ, hai tay liền nhau như này. Bây giờ các bạn sẽ đánh này. Tăng 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 tăng. Rồi, tăng 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 tăng. Đó là chỉ như vậy thôi. Thế nhưng mà khi các bạn tập được điệu đó thì các bạn sẽ đánh rộng hơn. Tay này vẫn là 1 3 5 8 nhưng cái tay này cái 3 5 8 này các bạn không bấm ở đây nữa mà các bạn bấm ở trên này. Cách một quãng. Đây, cách một quãng. Cách một quãng nhé, cách một quãng này. Hoặc là cách hai quãng. Tùy các bạn. Nhưng mà cách một quãng thôi, nó dễ tập. Như vậy đấy là cái tập thứ hai bạn nhảy như vậy. Thứ nhất là cái này người ta gọi là bài tập nhảy quãng. Nhảy quãng là nhảy của tay phải thôi, tay trái gần như đương nhiên. Thì cái bài tập nhảy quãng này nó khiến cho cái tay phải ta nhớ thế tay, nhớ nốt nhạc, vị trí trên cần đàn và nhớ cái khoảng cách quãng. Thì ví dụ ta đôi khi ta cứ mãi nhìn bản nhạc tay ta không nhớ được, chúng ta vẫn di chuyển được các quãng đấy, không nhầm nốt. Thì đấy là cái bài tập nhảy quãng. Thì chúng ta đã nhảy quãng cho tay phải, chúng ta sẽ phải nhảy quãng tay trái nhé. Tay trái sai nốt rồi. Đây là các bạn nhảy trên một hợp âm nhá. Đây là cách các bạn nhảy trên một hợp âm. Bây giờ các bạn nhảy đảo hợp âm đi, thay đổi hợp âm. Bây giờ các bạn sẽ nhảy cho mình từ đô sang mi. Từ mi các bạn sang mi nhảy quãng. Và sau đó là mi nhảy quãng các bạn về đô này luôn, về đô thấp luôn nhá. Đấy như thế này. Các bạn tập cho mình hai hợp âm thôi. Sau đó các bạn tập được đô rồi nhé. Thì các bạn tập được đô mi rồi. Sau các bạn tập dê son đi nhé. Dê son. Sau đó dê son các bạn tập mi la nhé. Đấy các bạn tập ghép đôi như vậy cho mình. Ghép đôi cho mình nhé. Đô mi dê fa và mi la nhé. Đó là cách tập. Và mình sẽ tập mi la thử nhé. Mi la. Mi chúng ta sẽ đánh.
mi nào đó. Na thì chúng ta sẽ mi ta là son si mi đúng không ạ? 3 5 8 là son si mi. Còn na là gì? Na sẽ là đồ mi lá, đồ mi lá 3 8 đồ mi lá của na nhá. Sẽ nhảy nè, nhảy. Ta cứ giữ dưới tay nhảy này thôi. Nào. Tập như vậy cho nhớ đúng không ạ? Nào tập nha. Mình cũng quên đó, quên, nhưng mà mình đang, bởi vì mình quên là bởi vì đầu óc mình đang nhớ một cái điều đó là mình chưa nói với các bạn, đó là một hợp âm các bạn đánh 2 lần nhé, đánh hai lần đấy, đánh 2 lần như vậy thì nhảy nhịp, nhảy ô. Đấy, đấy là hoàn thành. Lâu lắm mà mình không tập nó cũng hơi bị vãng được tí. Thì đấy là nhá, các bạn nhớ 2 nhịp, các bạn tập như vậy nhá. Tập như vậy. Thì sau cái bài tập này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái bài hát nhá, một cái bài hát ballad dùng 2 điệu này thôi, chỉ dùng 2 điệu này. Hướng dẫn các bạn chơi để các bạn nhớ lốt của tay phải. Nhớ một cái bài các bạn tập này. Đấy, các nhớ nha. Thì bắt đầu bài số 4 nhá. Ta sẽ học một cái bài hát